Tính diện tích của hai tam giác này thôi. À, nhé là hát tính được chưa nhỉ? A hát tính được chưa? A bằng 1/2 AC. AC này, AC theo bao nhiêu con? AC, nó cân vào đấy. AC nó chuẩn không? AC cân, tam giác EAC cân mà, thì nó bằng SA luôn đó. Ờ. Bằng A cân 3 luôn đó. Tam giác EAC cân thì AC bằng SA bằng A cân 3 luôn đó. Ờ, AC bằng 2A bình đúng không? Cộng với 2A bình là bằng bao nhiêu? 8 là A cân A cân 3 A cân 2 chứ. AC, quên A BBBH AC thì AC bằng SA. Bởi vì SAC cân này. AC bằng O đấy, nó vuông cân. AC bằng AB bình cộng với AC bình bằng A cân 2 đúng chưa? Đúng không? Ta đã vuông cân ở B mà. Vâng. Từ đó suy ra AH. AH của chúng ta bằng AC trên 2. Vậy bằng A căn 2 trên 2 đúng chưa? AH đã xong, vậy từ đó thì ô ABC cũng cần, ok. Ta tính được SH. SH chính là bằng căn bằng 2 của AC cân. SA bình. AC cân thì sao? AC bằng AH. AC bằng là bằng căn bằng 2 của SA bình là 3 bình. Đầu bài cho ok thế. Trừ AH bình là A bình trên 2. 2 3 là 6. 5 à? A căn của 5/2 à? Hả? Đó. Đúng không? Có đúng không nhỉ? Đúng rồi. A căn 5/2 đến để SH. Vậy suy ra diện tích của tam giác SH rất là dài, 1/2 SH nhân với AH. SH nhân với AH. Nào. Bằng 1/2. SH là bao nhiêu? SH là tính chưa? A căn 5/2. Kia thế. Hả? Kia AC là 2 A căn 2 đấy. 4 A bình là đi 8. À ừ, thế rồi, 2 A căn 2. 2 A căn 2 đấy ạ. 2 A căn 2 đúng không? Như vậy cái này là A căn 2 rồi. A căn 2 thì chỗ này là 2 A bình đúng không? Không. Đến 1 giờ. Một giờ thôi. Ta thể chứ. Và cái này trừ đi 2A bình và bằng A. Như vậy SH bằng A. Như vậy SH bằng A thôi. Đúng chưa? SH bằng A nhân ra AH là bao nhiêu nhỉ? SA bình A căn 2 đúng không? Đúng rồi. Vậy đáp số là A bình căn 2 trên 2. Thế bây giờ ta tính diện tích của tam giác là SAB. Diện tích tam giác SAB thì ta phải dùng hết không? Đúng không? SB tính được chưa? Đây. Cái này vuông góc với đáy. Cho nên SB sẽ bằng rất là dài. SB sẽ bằng căn bằng 2 của SH bình còn với BH bình. SH bình đó là A bình còn với BH bình. Ừ đúng rồi, nó bị ôm ấy. Ta không lên BH bằng bao nhiêu nhỉ? BH tính được chưa? Ôm sạc BH bằng bao nhiêu nhỉ? BH Tây Trung tuyến.